hỏi đầu tiên. Hiện tại nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm bao nhiêu tuổi? Nguyễn Khoa Điềm hả? À, Nguyễn Khoa Điềm. Đại đi. Ba của em 64 tuổi. Oh my god, what is that? Không chính xác. Đáp án là 79 tuổi. Ông sinh ngày 15 tháng 4 năm 1943. Câu hỏi thứ hai. Ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 có nguồn gốc từ sự kiện nào trong lịch sử? Trời ơi. Ê, mày khoa. Lịch ơi, em không biết, em phải trả lời sao? Phải làm sao? Dạ, em nhớ là mấy người lao động bên Mỹ làm nhiều quá cho nên đình công. Đồ thấy vậy có được không? Không. Rồi. Đó là nó có nguồn gốc từ cuộc bãi công tại thành phố Chicago. Câu hỏi thứ ba. Hợp chất nào trong máu giúp vận chuyển oxy đến các tế bào? Sắt. Fe. Hả? Fe hả? Thôi cái này cũng được sắt. Không đúng á chị, sao nhìn mặt chị căng thẳng lắm. Sai rồi. Đó chính là hemoglobin. Trời ơi. Câu hỏi thứ tư. Công thức tính thể tích khối chóp. Thể tích khối chóp. V bằng 1/3 s đáy nhân chiều cao. Hip hop never die. Trời, chị nói không đúng. Không đúng. Chính xác. Chị dở gì dở. Trời ơi. Câu hỏi thứ năm. Lấy tiền. Câu hỏi thứ năm. Nga tấn công Ukraine bắt đầu từ ngày bao nhiêu? Ngày bao nhiêu kìa? Ngày tháng năm nha. Như năm nay nhưng mà. Thì năm nay đúng rồi đó. Thiên sử. Dạ, chắc ngày 27 tháng 3 2022. Sai mất tiêu rồi. Đáp án là 24 tháng 2 năm 2022. Chương trình cho sai số 15 ngày nhưng mà tụi em bị lố hết. Bị lố qua ba mấy ngày rồi. Rồi, câu hỏi số 6. SEA Games 31 được tổ chức ở nước nào? Dạ, Philippines. Không chính xác. Đáp án là tại Hà Nội, Việt Nam. Quá đủ rồi, quá mệt rồi, quá muộn rồi. Rồi. Bây giờ tại vì tụi em là lớp 12 đúng không? Nên là chương trình sẽ có một câu hỏi phụ dành cho tụi em. Đó là hãy dự đoán đề thi văn Trung học phổ thông quốc gia 2022 sẽ ra tác phẩm nào? Câu hỏi này cũng là câu hỏi dành cho các bạn khán giả đang xem nha. Các bạn chỉ cần trả lời câu hỏi này trên 4 nền tảng, tại video này trên 4 nền tảng Facebook, TikTok, Instagram và YouTube. Ai có câu trả lời đúng nhất và lượt like cao nhất thì sẽ được 200.000 đồng. Các bạn chỉ cần chụp màn hình lại, gửi về chương trình là chương trình sẽ banh kinh cho các bạn liền. Và cứ yên tâm là trường người ta không có thách thứ với các bạn đâu. Rồi tụi em trả lời đi. Dạ. Tác phẩm mà tụi em dự đoán đó chính là Chiến thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. Đúng vậy. Rồi, tới đó nếu mà đúng thì các em cứ gửi cái video này về chương trình và thông tin của tụi em là được sẽ được banh kinh ngay lập tức 200.000. Ok không? Rồi, tụi em sẽ được tặng hai cái voucher 200.000 đồng đến từ nhà tài trợ Sondo. À, đây nè. Rồi. Tên cầm ra khoe đó. À. Rồi. Cảm ơn tụi em rất nhiều. Cảm ơn tụi em đã tham gia chương trình nha. Bye bye tụi em. Hai cái voucher là mua được đôi rồi đó.